Vâng kính thưa quý vị, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt của VWAN TV 57.3 Quý vị đã xem qua chương trình chúng tôi phỏng vấn với đương kim nghị viên khu vực F là ông Richard Nguyễn và kỳ này ông Tái tranh cử chức nghị viên khu vực F và để cho quý vị có rộng đường đánh giá và đầy đủ những thông tin về hai ứng cử viên Thứ nhất là ông Richard Nguyễn và thứ hai là bác sĩ Lê Minh Đức chúng ta thường biết với tiếng Anh là bác sĩ Steve Lê để mà quý vị có thêm thông tin đầy đủ hơn thì chúng tôi cũng có mời bác sĩ Lê Minh Đức tức là bác sĩ Steve Lê để mà lên chia sẻ với quý vị và quý vị có thêm những thông tin để mà có thể dồn giá phiếu lá phiếu của quý vị cho ứng cử viên nào mà quý vị chọn lựa thì chúng trong phòng sau của chúng tôi đã có bác sĩ Steve Lê trước hết xin chào anh ạ chào Hương Yên và xin kính chào quý khán giả của đài BYN cũng như là kính chào các trưởng thượng của Houston Dạ vâng. Kính thưa quý vị thì phải nói rằng là không khí cộng đồng của chúng ta càng lúc càng sôi động và đặc biệt là chúng tôi nhận thấy rằng là cộng đồng của chúng ta cũng lớn mạnh lên khi mà có nhiều những ứng cử viên tham gia vào dòng chính. Một điểm rất là vui. Thì hôm nay có bác sĩ Steve Lee, chúng tôi tạm gọi là bác sĩ Lê Minh Đức cho quý vị dễ nghe. Thì thưa bác sĩ Đức thì À, chúng ta đã biết tới uh, ứng cử viên Richard Nguyễn qua nhiệm kỳ vừa qua và quý vị cũng đã biết ít nhiều về uh, nghị viên Richard Nguyễn thì đối với bác sĩ Lê Minh Đức đó thì uh, quả thực thì đồng hương chúng ta cũng mới biết là bác sĩ Lê Minh Đức ngoài cái việc sinh hoạt cộng đồng ra thì bây giờ lần đầu tiên tham gia vào tranh cử thì uh, không thừa nên xin bác sĩ cho biết một chút về cái background của mình ạ. À, chào hưng Yên thì mình đã là qua bên Mỹ là lúc 8 tuổi. À, từ hồi lúc mà qua mỹ ấy, thì hàng tuần là ba cũng hay mời những người bạn đến theo cái dòng chính trị bởi vì lúc đó là cái tinh thần chống cộng rất là cao thành ra hàng tuần là đã có cái ảnh hưởng của chính trị là cũng nhớ về cái quốc gia của mình à, thì trong cái thời gian đó lúc còn trẻ thành ra chỉ có lo học mà thôi thì trong cái thời gian mà mình học hỏi thì ba cũng có nói là mai mốt con cũng phải đóng góp cho uh, quốc gia của mình nhưng mà thời gian còn trẻ và lo cho sự nghiệp cũng như là lo cho gia đình và con cái thì đâu có thời gian để mà mình đóng góp. Nhưng mà sau khi mà ra bác sĩ rồi thì mình đóng góp rất nhiều về trong những cái thiện nguyện à, lên là chùa hoặc là cho những trẻ mồ côi hoặc là những trẻ em mà không có trường học hoặc là cất nhà hoặc là đào viếng vân vân. Thì qua những cái đó mình mới cảm thấy là trong cái xã hội có rất là nhiều cái nhu, nhiều nhu cầu, luôn cả trong những cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại khu vực ép này thì từ đó mới suy nghĩ ra là nếu mà bây giờ một người bác sĩ muốn ra để mà giúp nó là rộng mở rộng ra để mà giúp nhiều người đó, thì cái khả năng của mình nó bị eo hẹp. Dạ. Từ đó thành ra mới ý nghĩ ra là sau này mình phải đi theo cái đường bước mà ba lúc trước ba chỉ dạy là ừ. chánh trị già nhờ yeah, wow. <laughs> vào có nghĩa là làm chính trị là đã ấp uh, ủ từ lâu rồi phải không ạ ấp ủ từ lâu rồi dạ à, vâng nhưng mà đồng hương chúng ta cũng muốn một chút về cái chi tiết về cái background của anh uh, bác sĩ Lê Minh Đức bác sĩ Steve Lê uh, bác sĩ là uh, bác sĩ khoa gì uh, tốt nghiệp trường nào đã còn đang hành nghề hay là uh, không còn hành nghề nữa thưa anh à, hồi đó là tốt nghiệp trường high school cũng tại Houston và đại học cũng là tại Texas thì đi học y khoa thì đi xa rồi sau đó là làm residency trên ohio à, thì sau khi mà tốt nghiệp ra được là của bên chuyên môn ngành gia đình uh, sau đó về đây thì uh, được một cái phòng mạch được nhà thương đó nó bao dạ Nó à. cho làm ở trong một cái phòng mạch và sau một thời gian nó thấy có khả năng đủ rồi thì nó trao lại cái phòng mạch nó cho mình thì từ đó thì chắc cũng là được cái may mắn cái duyên thành ra cũng hơn là lên được bốn phòng mạch dạ vâng thì được bốn uh, phòng mạch sau đó thì cũng được qua một cái chương trình hospice và cũng như là cái chương trình personal care home dạ, vâng. và cũng được những cái người Mỹ họ mến chuộng làm cho họ mời được vô làm như là trưởng y của bên chương trình hospitalist nghĩa dạ, là vâng. bác sĩ mà chuyên môn lo bệnh nhân ở trong nhà thương uh -huh. và mới đầu thì họ mời vào một chương trình thì họ thấy khả năng của mình cũng khá À, tại vì cũng hai tiếp xúc như là những người giám đốc của nhà thương dạ vâng. và những người như là chief financial officer, chief operating officer của nhà thương thì họ thấy khả năng mình cũng khá thì họ mời qua chương trình thứ hai và từ từ đó chương trình thứ ba thì à, sau một cái thời gian thì cũng rất là dài cũng bận rộn nhiều à, lúc đó thì hầu như là ngày nào cũng bận rộn hết nhưng mà từ lúc mà ra tranh cử thì cũng có nói là mấy người đó thì xin cho phép tôi ngưng lại một thời gian dạ vâng. để mà tôi lo cho cái minh phận chính trị thì cũng may mắn là trong thời gian đó phòng mạch và cũng như là những cái chương trình kia thì mình có tìm được người để mà đưa vào à, có thể quản lý giùm cho mình. Dạ vâng. Thì mình chỉ có điều hành theo là một cách là management mà thôi. Dạ vâng. Yeah. Cảm ơn bác sĩ Đức kính thưa quý vị thì chúng tôi cũng dành vài phút để bác sĩ Đức có thể chia sẻ một vài cái chi tiết hơn về cái background. bây à, giờ quay lại cái cái nội dung chính đó thì phải nói rằng là à, chúng ta thấy là bác sĩ Lê Minh Đức là tốt nghiệp à, bác sĩ rồi là đang hành nghề à, Tạm gọi là chúng ta tạm gọi là tài là đã có rồi à, Và bác sĩ thì chúng ta biết là làm lương cao lắm mà có tiền nữa là à, tiền cũng có rồi à, Bây giờ bác sĩ ra chân cử thì à, lý do tại sao phải ra chân cử vì tài tiền có rồi chứ còn còn cần quyền nữa sao ạ Tài thì mình cũng tài bằng người ta thôi Dạ vâng tiền thì thật sự đó nói tiền có nhiều chứ bác sĩ thì tiền cũng thường mà thôi. À, cao lắm lương cao. <laughs> còn uh, danh vọng thì thật sự ra nếu mà nói bên theo Phật pháp á, thì uh, sau khi mà chúng ta tắt thở rồi á, dạ. thì tiền tài danh vọng nó không còn nữa. nhưng mà sống cũng cần chứ. À, sống cũng uh, mình mình cần mình cần cái mình cần cái cái tiếng tốt. cần dạ, vâng. à, cái tiếng tốt. nhưng dạ, mà vâng. cái danh vọng thì không cần dạ vâng là bởi vì cái danh vọng nó thật sự ra nó rất là mơ ảo dạ, vâng. mình thật sự không cần cái đó nhưng mà cái quan trọng đó là nếu mà mình được cái danh vọng dạ, vâng. thì mình làm cái gì với lại cái danh vọng của mình dạ, vâng. chẳng hạn như là cái danh vọng đó là bởi vì mình cho riêng cá nhân của mình hoặc là gia đình của mình nghĩa là rỡ mặt rỡ mài thôi hay là mình nhờ cái danh vọng đó đó để mà mình tiến triển cho cộng đồng của mình À, thì cái cái danh cái cái vọng của anh á cái danh thì anh không cần như cái cái vọng của anh á là anh muốn làm sao để đóng góp để cho tiến triển cho cộng đồng của mình dạ vâng. càng ngày càng vững mạnh càng đi xa hơn dạ vâng à, kính thưa quý vị à, bác sĩ đức có nói về vấn đề một chút về lý do xin anh à, chia sẻ thêm chi tiết như vậy thì cái lý do à, đầy đủ hơn để mà anh quyết định ra tranh cử lần này cách đây khoảng chừng à, 8 năm về trước thì anh sinh hoạt ở trong cộng đồng người Việt Nam rất nhiều là vì uh, anh ở xa lúc đó còn ở xa lắm nhưng mà anh thấy mình là người Việt Nam con của người Việt Nam thì tại sao mà mình lại không có về cái nguồn gốc của mình để mình đóng góp thì lúc mà anh về xuống đây thì anh thấy rất là mến người Việt Nam của mình dễ thông cảm lắm nhưng mà trong mấy năm vừa qua anh thấy hình như là cái cộng đồng của mình hơi kém những cộng đồng khác đây là anh không phải anh nói là mình uh, mình kỳ thị những cộng đồng khác hay là mình chỉ có dành cho cộng đồng của mình nhưng mà anh muốn được một cái cái bình đẳng làm sao mà cho cộng đồng của mình ở đây là gần là 200.000 người thì làm sao mà cho chúng ta được một cái trụ sở ở gần cái khu cộng đồng chứ không phải là ở bên phía bên 59 anh có nói chuyện với là những cụ nói dạ cụ có đi đến để mà học cái này học cái kia hay là sinh hoạt trong trụ sở không nó bác sĩ ơi xa quá uh -huh. à, thì nó cũng đúng nó xa quá rồi ngoài ra đó nếu mà nhìn lên cái cộng đồng của mình mình thấy nó, nó thiếu thốn rất nhiều trong những cái tháng qua thấy giống như là trong cái khu vực f này á mình thấy nội cái sự an ninh nó cũng bạc đã kém rồi, dạ. được không? thì anh thấy từ cái đó đó anh thấy là người việt nam của chúng ta sao cái gì cũng giỏi hết cái gì cũng có cái khả năng hết nhưng mà tại sao mà không có đủ cái điều kiện đó là bởi vì cái người mà mình đưa ra để mà đại diện cho mình đó, nhiều khi họ không có đủ cái tiếng mạnh để mà họ dành cái quyền lợi đó cho mình thì từ cái đó anh muốn ra mình anh nghĩ là anh cũng đủ khả năng uh -huh cái tiếng Anh của anh, anh giao thiệp với lại những người uh, như là giám đốc của những cái công ty này kia nọ và luôn cả trong cái thành phố cái cái phòng mạch của anh làm ở trong thành phố của anh á là bệnh nhân của anh cũng là những người thị trưởng hoặc là nghị viên của thành phố đó thì anh đã quen thuộc để mà ngồi xuống nói chuyện với họ thì anh cảm thấy là mình cần một người như vậy để mà đại diện cho người Việt Nam của mình để mà cho người Mỹ biết là người Việt Nam của chúng tôi cũng là có những cái người tài năng và cũng như là cho họ biết là cái cộng đồng của người Việt Nam của chúng tôi bây giờ đã trưởng thành rồi. Dạ, vâng. Chúng ta 40 năm qua lo công an sự nghiệp, lo mưu sinh nhưng bây giờ cái thế hệ kế đầy đủ mưu sinh và bây giờ muốn đóng góp lợi cho cái xã hội cũng như là muốn dành quyền lợi cho xã hội cũng như là muốn đào tạo cho những trẻ em thế hệ kế lên để mà họ cũng biết như là ở à, đây là cái đường lối để mà mình làm cho cái quốc gia như cái cộng đồng càng ngày càng vững mạnh hơn. Dạ vâng. À, kính thưa quý vị thì bác sĩ Đức có nói tới cái câu rồi là thấy cộng đồng của chúng ta đó nó thua với một số cộng đồng khác thì xin anh chia sẻ thêm chi tiết là thua thua cái gì ạ? Anh thấy thua nhiều mặt Trước hết thì mình 40 năm rồi. À, nếu mà nói mà đường phố thì đây là anh không có phải nói là bên kia hay là bên này nhưng mà nếu mà nói thực tế đi thì thực tế nếu mà Hương Yên nhìn ở bên phía bên này của Belway, đường le của mình á, bên phía bên Việt Nam của Bèo quê so với lại bên phía bên kia của Belway, có thấy nó khác không? Anh thấy khác nhiều lắm. Ở bên kia nó khang trang hơn, đường phố của nó được bốn lên, nó tráng nó không có bị ổ gà, mấy cái đèn của nó cũng nhiều hơn, nó hai bên đèn và đèn chính giữa. Còn bên mình á, thì lại đèn lưa thưa, ổ gà thì rất nhiều, mà đèn lưa thưa mà còn bị đứt bóng nữa. Nhưng mà bên cái phía đó là khu vực gì ạ? Cũng khu vực F nó khu vực ép. Nhưng khu mà khu F cho đến đường Gesner rồi mới dạ hết vâng. khu vực. F. Nhưng mà cái 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 đó là mình tự cho là của mình thôi nhưng mà nó theo cái hành chính thì là khu vực chung chứ đâu phải là ở đằng bên kia là của người bên người họ người Hoa, bên này là của Việt Nam. Mình tại sao mình tự tự nhiên mình phải chia. Cái đó là của chung tất cả của khu vực F chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Đó thì nó là chung của hết tất cả khu vực F. Bởi anh nói là anh không muốn chia nhưng mà nếu mà nó là chung dạ vâng thì tại sao bên này mình không được hưởng chung? thì đường à, cũng ai cũng đi, đường. Cũng hưởng cũng cái dịch vụ như vậy thôi ạ. À. Thì, thì nếu mà nhưng nói... mà anh phân tích rõ là tại sao là bên phía kia bên vùng vực F lại là của Việt Nam mà bên kia là của BQ8 lại của người Hoa cũng cũng trong khu vực F thôi. nó trong khu vực F anh không hiểu là tại sao như vậy. anh chỉ có biết là bên kia thì anh thấy là nó khác hẳn bên này. cũng là cùng một đường, cũng là cùng một khu, cũng là người Việt Nam và người Hoa đi qua đi lại. dạ vâng. nhưng mà bên kia thì lại được sáng sủa bên này là không được sáng sủa. theo anh là do lý do gì? thì là của thành phố thôi bởi vì đường phố là của thành phố lo chứ uh -huh. không phải là của những thương mại uh -huh. nếu mà nói là người trung hoa họ thành công bên cái thương mại hoặc là sau khi hồng kông trả lời bên trung quốc thì họ qua đây họ đầu tư nhiều thì cái đó là một cái cách mà để họ trả lời nhưng mà thật sự ra nó không đúng là bởi vì đường phố đèn đuốc này kia này là của thành phố đưa ra dạ vâng. thì nghĩa là cái người nghị viên không có tranh giành đủ cái quyền lợi cho tất cả những trong khu vực f mà chỉ có trong một khúc của khu vực f mà thôi dạ vâng. thì hương yên phải nhớ là trong khu vực của mình là một trăm tám ngàn người không phải là chỉ có người Việt Nam không rất là nhiều sắc tộc khác. Vâng có nghĩa là bên cái ý của anh uh, của bác sĩ Đức là uh, tại vì là do cái chủ quan cái cái của người nghị viên phụ trách khu đó làm cho hai khu đó khác nhau. Có thể như vậy hoặc là tranh giành giành không có đủ cái quyền lợi thành ra chỉ có chia ra một cái phần thôi mà không có làm hết cho dạ. hai bên. Vâng kính thưa quý vị thì chúng tôi uh, sẽ tiếp tục thêm một cái vấn đề nữa đó là uh, trong một cái lý do tranh cử đó. À, kính thưa quý vị thì chúng ta cũng biết rằng là à, cộng đồng người việt của chúng ta à, phải nói là trong vài năm vừa qua thì rất là sôi động khi mà à, nghị viên ao hoàng tranh cử với ông richard nguyễn à, và bây giờ thì à, nghị viên richard nguyễn lại sẽ tranh cử với bác sĩ steve lê có nghĩa bác sĩ lê minh đức thì tại sao anh phải ra tranh cử kỳ này và lại tranh cử ngay à, trong cái khu vực mà đã có một à, người nghị viên của người Việt Nam rồi à, mà ông bà mình thường nói đó là um, gà cùng một mẹ khôn nhau đối đáp người ngoài à, gà cùng một mẹ chớ hỏi đã nhau à, một số nhiều quan điểm nói rằng là nếu mà à, bác sĩ Đức tranh cử khu vực khác thì tốt hơn thì để thêm một cái có thêm một nghị viên người Việt nữa à, tại sao bác sĩ Đức lại tranh cử à, vào thời điểm mùa này mà lại không tranh cử trước đây Ừ. trước đây bác bác sĩ Đức cũng đã mang một cái um, ước vọng là sinh hoạt chính trị để phục vụ cộng đồng rồi tại sao không tranh cử trước đây mà lại mùa này mới ra tranh cử mà tranh cử đúng vào cái chỗ mà đã có nghị viên người Việt rồi thì thật sự nó có nhiều vấn đề trước hết á, là cái luật lệ của thành phố nó rất rõ là mình ở khu nào thì phải ra khu đó thì anh cũng như là bao nhiêu đồng hương khác là ở trong khu vực F thành ra phải ra khu vực F và thứ nhì nữa thì hai năm trước đây thì người việt nam của chúng ta thấy là cái cộng đồng của mình nó cũng đã trưởng thành rồi thành ra lúc đó là được may mắn là được hai ứng cử viên ra để mà tranh cho cái khu vực f thì cái trưởng thành không lẽ mình trưởng thành hai năm trước bây giờ mình lại rút lui thì cái trưởng thành đó, nó cũng phải càng ngày nó càng phát triển hơn à, thì cũng như là hưng yên biết là bây giờ không phải là chỉ có một mình anh là người việt nam anh Richard mà là thêm một người việt nam khác cũng như là thêm một người ứng cử viên cho thị trưởng thì mình thấy rõ ràng là cái người việt nam của chúng ta bây giờ được ra là bốn ứng cử viên là cái, cái cộng đồng của mình nó càng ngày nó càng trưởng thành còn nếu mà nói một cái cơ hội hay là lý do tại sao ra bây giờ thì bấy lâu nay anh muốn ra đúng là sự thật như vậy anh muốn ra như, mong muốn là mình ra để mình đóng góp nhưng mà bây giờ là cái thời anh thấy là cái nhu cầu của nó nó cao nhất và cũng là những cái, cái nhu cầu mà anh có thể anh đáp ứng nếu mà nói mà mấy năm trước nhiều khi lúc đó cái khả năng của mình nó chưa đến cái mức đó thành ra chưa có thể ra nhưng mà bây giờ mình thấy là trước hết là con cái cũng đã lớn rồi. Đúng không, người con Út thì năm nay lên được lớp 12, mấy năm trước thì nó chưa được, thành ra nó cần cái thời gian của mình nhiều hơn. Và bây giờ thì những cái công việc làm của mình nó cũng đã được ổn định bởi vì tìm được cái những những người mà có thể giúp việc, thành ra anh không có phải bỏ nhiều thời gian để mà lo những cái công việc hàng ngày như là gặp bệnh nhân. Và thứ ba là cái quan trọng nhất là được người vợ lúc nào cũng là ủng hộ. Dĩ nhiên là cô ta lúc nào cũng ủng hộ trước đây nhưng mà bây giờ là ủng hộ mạnh nhất là bởi vì con cái không cần phải lo nữa và công an sự nghiệp cũng không cần phải lo nữa. Dạ vâng. À, kính thưa quý vị, đó là lời giải thích của bác sĩ Stilen nhưng mà Hưng yên cũng có một câu hỏi thẳng thắn để bác sĩ à, đức trả lời đó là thưa bác sĩ là có phải đôi khi có phải là trước đây là luật sư Ao hoàng là đương nhiệm vị trí đương kim nghị viên cho nên bác sĩ không ra mà bây giờ à, đương kim nghị viên là Richard Nguyễn cho nên ra cùng vị trí đúng không ạ? Nếu mà nói mà anh Ao Hoàng thì thật sự là mình cũng không có quen anh nhiều cũng quen chút chút và nói riêng anh Richard thì mình cũng không quen anh nhiều cũng quen chút chút là bởi vì hồi cách đây mấy năm trước làm MC thì lúc đó cũng gặp anh Ao Hoàng và cũng có nói chuyện trao đổi sơ sơ và sau này thì khi mà làm MC cũng gặp anh Richard thì cũng trao đổi sơ sơ thì đại khái là kỳ này không cần biết là ai là đang trong chút chức này nhưng mà nếu mà người đó mà làm được cái cái hoàn tất của trách nhiệm của mình thì thật sự ra anh không cần ra anh sẽ đi làm cái chuyện khác dạ vâng. nhưng mà anh cảm thấy là trong những cái trách nhiệm của một cái người nghị viên nó có hình như là nó chưa được hết tất cả thành ra anh thấy cái sơ sót đó đó mà mình có thể mình giúp được trong cái sơ sót đó thành ra anh mới phải ra dạ vâng à, kính thưa quý vị thì trong cái cũng cái nội dung về vấn đề lý do mà tranh cử đó thì cái này thì chúng tôi cũng nhận được một số những cái lời chia sẻ của khán giả và ngay cả hưng yên thì cũng có một số những cái thắc mắc à, xin hỏi bác sĩ đức là là bác sĩ là có nghĩa là cũng rất là bận biệu à, chúng tôi xin nói một cách rất là bình dân đó là làm cũng có tiền rồi bận biểu lắm rồi à có như là cũng không lại là đạt tới một cái mức cao của cái vấn đề à, sự nghiệp rồi phải không ạ làm bác sĩ là ước mơ của nhiều người lắm mà cũng không có thể có được công việc thì à, đầy đủ rồi thu nhập và đời sống rất là cao và tạm gọi là cái sự nghiệp đã um, cao rồi à, thì cái sâu thẳm cái lý do gì điều gì mà khiến bác sĩ đức phải ra tranh cử thêm vào dòng chính như vậy mà chắn là khi làm nghệ viên thì công việc bác sĩ cũng sẽ giảm đi và cũng không còn nhiều thì giờ nữa để mà làm như vậy thì ông bà mình nói là chúng tôi lại nhắc lại cái câu nói mà chúng tôi thường nói đó của cụ nguyễn công Trứ đó là cái vòng danh lợi công công đó. người hồng ra khỏi kẻ mong bước vào À, đôi khi là à, đôi khi là đó là cái cái chăn trở một số cái thắc mắc của đồng hương chúng ta hỏi rằng tại sao bác sĩ rồi đang bận biệu như thế rồi mà còn phải à, tham gia vào tranh cử mà tranh cử với người Việt à, trong khu vực ép nữa thì nếu mà những cái chăn trở những cái thắc mắc đó của người những cử tri thì bác sĩ giải thích thế nào ạ? <laughs> Thật sự ra cũng nhiều người nói anh là kỳ này ra là ăn cơm nhà mà giác ngà voi là cái cái bác sĩ thì cái lương của nó chắc chắn là nó cao hơn nghị viên rồi Đó là đúng nhưng mà tu thân tị gia anh xong cái cái cuộc đời của mình nghĩa là những cái gì mà mình muốn đạt cho riêng của mình là anh đã đạt được rồi anh đã có một người vợ đẹp mấy con hiền sự nghiệp cũng đã ổn định thành ra những cái gì của riêng mình anh xong thì bây giờ nếu mà cái cuộc đời của mình mình chỉ biết riêng mình thôi thì nó tràn nhá nó nó chàm lắm mình phải hơn cái đó mình phải làm sao mà mình hiến cái thân của mình mình dấn thân để mình giúp những người xung quanh của mình cho cái cuộc đời của họ càng ngày càng tốt hơn anh không phải dám anh không dám nói là anh là cái người mà duy nhất có thể làm như vậy nhưng mà nếu mà mình không góp một bàn tay những người khác không góp một bàn tay thì làm sao mà cộng đồng xã hội của mình nó được cái, 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 những cái tốt là cái lợi tốt của họ anh riêng anh anh không có cần cái gì nữa hết anh đã có đầy đủ rồi nhưng mà những người xung quanh của anh Anh thấy còn rất nhiều nhu cầu cần là thiết Anh cảm thấy anh thương anh Cuộc đời của anh cũng như là anh dạy con của anh Cha mẹ bây giờ là không cần gì hết Nhà cửa cũng có rồi Một ngày ở có một căn nhà thôi Lái xe cũng một lái một chiếc xe thôi Ngủ cũng ngủ, ngủ một cái giường thôi Ăn cũng bao nhiêu buổi ăn thôi Dư rồi thì còn làm cái gì Dư rồi thì phải cúng giường hoặc là giúp lên cho người khác đây anh không phải là anh dư nhưng mà anh có thể anh bỏ thời gian để mà anh giúp cho cộng đồng anh giúp cho cộng đồng của mình là để cho cộng đồng của mình không còn bị thiệt thà, thiệt thòi nữa. để mà cho cộng đồng của mình có thể mà càng ngày càng tiến triển hơn. cho những con cái của mình sau này nó hãnh diện, à, ta đây là người Mỹ gốc Việt. để mà cho chúng nó cũng như là noi gương theo là mình có thể mình đi hơn cái bước bác sĩ, hơn cái bước luật sư, chúng ta có thể đi vào dòng chánh để mà thành chánh trị gia, để mà trở lại giúp được cho cái quốc gia Hoa Kỳ là một cái quốc gia mà mình mang ơn cũng như là có thể may mắn nếu sau này đi hơn nữa thì có thể nhìn lại cái quốc gia việt nam mình và giúp đồng hương ở bên việt nam của mình dạ vâng à, thì chúng tôi còn vài phút để chúng tôi dành cho vài phút thông tin thương mại để một câu hỏi thêm một chút trong chủ đề này để chúng ta chuyển qua một cái câu chuyện khác đó thì à thưa anh thì à, trong lý do mà bác sĩ đức có nói ra trên cử kỳ này đó là cùng một cái lý do là bác sĩ đức ở trong khu vực ép À, nhưng mà với một người bác sĩ thì mua căn nhà ở khu vực khác dễ lắm đâu khó đâu ạ à. Nếu mà có chương trình gọi là muốn gì thì làm cũng được thôi Chẳng hạn muốn tranh cử ở khu vực khác thì mua một cái nhà nhỏ nhỏ ở đó, địa chỉ ở đó cũng được Chứ đâu phải là khó khăn gì mà để không mua một cái căn nhà chỗ khác để tranh cử Cho nên thì cái chính có phải là lý do ở khu vực F0 hay là cái đó cũng chỉ là lý do phụ thôi thì, thì bác sĩ Đức có có phải là cái lý do mà ở khu vực F cho nên tranh cử khu vực F không tranh cử khu vực khác được có phải lý do chính không ạ? À, bây giờ muốn trả lời trước cái thương mại hay là sao? Dạ, mời bác sĩ trả lời. Rồi, thì à, thật đúng là mình có thể mua nhà bất cứ nơi nào, đúng không? Nhưng mà đây là cái trung tâm của người Việt, Việt Nam của chúng ta, đây là cái chỗ mà anh thường sinh hoạt hàng tuần, à, dù lúc trước ở xa đi nữa thì cũng là cuối tuần về đây để mình sinh hoạt thì bây giờ cái chỗ mà mình sinh hoạt quá quen thuộc, thì bây giờ nếu mà nói ở một cái khu nhà chỗ khác thì nó có vẻ nó hơi xa lạ một chút xíu là bởi vì mình không có sinh hoạt ở chỗ đó, uh -huh. thì bây giờ ở đó rồi xong rồi cuối tuần cũng phải lái về đây thôi, uh -huh. thì thôi chẳng thà là mình ở cái nơi mà mình hai thường sinh hoạt, đó là cái lý do mà nói nếu mà cho là phụ thì nó là phụ, mà nếu mà cho là tránh thì nó là tránh, nhưng mà cái thêm nữa là mình đây là người Việt Nam đông nhất, nếu mà mình muốn thật sự mình giúp cho cộng đồng của mình cũng như là giúp cho những người xung quanh của mình thì cái nhà của mình nó sẵn ở đây thì thôi mình ra ở đây chứ bây giờ nhà mình nương ở đây bây giờ mình nghĩ muốn đi ra khu khác để mình tránh cái sự cạnh tranh hay gì đó rồi đi mua cái nhà khu khác thì nó cũng sẽ như vậy mà thôi nghĩa là nó cũng thể, sẽ trở thành là một cái việc phụ chứ không phải là việc tránh bởi vì cái việc tránh là cái gì việc tránh là mình giúp cho cái đồng hương mình cũng như là mình giúp cho cái cộng đồng của mình thì giúp đồng hương vẫn giúp cho cộng đồng thì bất cứ nơi nào cũng được nhưng mà cái nơi nhà của mình là cái nơi tốt nhất người ta nói là à, ao nhà dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn thì bây giờ biết rằng là cái khu của mình an ninh nó không được tốt nhất ổ gà nó có lẽ nó hơi nhiều những cái quyền lợi của khu này nó cũng chưa đầy đủ nhưng mà dù sao đi nữa ao nhà vẫn hơn thì bây giờ mình làm sao nếu mà nước mà nó lỡ bị đục thì chúng ta phải làm sao mà ráng lọc bầu dưỡng đó cho nó càng ngày nó càng trong sáng hơn. Dạ vâng, à, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề đó nữa. Nhưng mà thêm một cái hội nhỏ tiếp nữa là nếu mà khu vực ép mà một nghị viên đương nhiệm là một người khác thì anh có tranh cử không? Cũng vậy thôi. Nếu mà có cái khuyết điểm, nếu mà một người nghị viên đó mà có thể là người đem Việt của cũng ngoài, người nước Mỹ, nếu mà người không cần biết là người gì, người Việt hay là người Mỹ hay người gì cũng vậy. Bởi vì chúng ta đây là người Mỹ rồi, thì nó người Mỹ gốc gì đó không cần biết nhưng mà nếu mà cái người đó mà đem hết tất cả những cái quyền lợi cho người cộng đồng của chúng ta đây trong khu vực f hết tất cả những uh, sắc tộc thì đâu có cần đến mình dạ vâng à, chúng tôi phải tạm dừng vài phút cho thông tin thương mại và chúng tôi kính mời quý vị trở lại tiếp tục trong chương trình chúng tôi phỏng vấn và à, để mà hỏi thêm một số câu hỏi trong cái vấn đề mà à, kế hoạch của anh bác sĩ Lê Minh Đức khi mà chúng cử cũng như là tranh cử như thế nào đối với đối thủ là Đương kim nghị viên Richard Nguyễn kính mời quý vị theo dõi sau vài thông tin thương mại